cái nó nói câu câu gì á, nó nói không sao hôm nay đi thú bò thu hoạch lớn quá rồi. Chị gì đâu có sao? Tình sao cũng phải ăn mừng nữa chứ. Đây là thành công rồi. Không uống. Không thích bỏ ra. Đi đi hè chi. Nói cả mày rồi, chụp ra ba lên chụp đứng người mâm đó mà ngồi từ đầu ra tới không biết cho đợi mình đó. Chị kia. Ông ấy thì ông làm nhưng mà hình là đầy đủ hết, chụp hình cá là bắt đâm không được, ông ấy đâm cá mà mới chụp hình là có cầm cái trong tay. Đúng rồi thầy đó. Cứ nhanh lắm không? Cái vụ nó nhanh lắm. Đúng rồi, mà chỉ hai đội được, ai cũng được đá. Cô quay hai đội rồi đứt hết. Chú Công.